Focus RC1 test 7 Câu 147 đến câu 148. Đây là một cái tin nhắn hay em text message. Câu 147. How, bằng cách nào đó thì user, người sử dụng có thể gửi tin nhắn mà không cần phải trả phí thêm. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Send text message without pay extra charge. Phải không nào? Đó là đáp án trước nha câu A. Bằng việc thay đổi sang một cái plan gì đó. Câu B. Bằng việc nhập vào cái mã số khuyến mãi. Câu C. Bằng việc tải về một cái ứng dụng di động ha. Câu D. Bằng việc hoàn tất cái bản khảo sát khách hàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa. Send text message và extra charge ở vị trí nào nha em? Ok. Rồi cùng dò nào từ đầu luôn ha. Dòng thứ nhất có không nào? Không có gửi tin nhắn gì cả. Dòng thứ hai? À, cũng không có luôn. Dòng thứ ba có charges, có phí nè em. Ok, có messaging luôn. Cùng dịch chỗ này nha. Cái mức phí cho cái dịch vụ tin nhắn á, là 0,4 đô cho mỗi tin nhắn được gửi và 0,15 đô cho mỗi tin nhắn được nhận. Ok, nó không có đề cập đến việc là không trả phí thêm phải không em? Dịch tiếp nha. Em xem dòng tiếp theo có text message hay không. À có phải không nào? Cùng dịch tiếp nào. Upgrade, hãy nâng cấp lên cái plan Global Wanderer tại cái website này nè, để mà giảm cái giá gọi điện thoại và nhắn tin unlimited, không giới hạn, at no additional charge. Ok, mình có cầm là gì em? At no additional charge có nghĩa là không có tốn phí thêm phải không nào? Charge là phí nè, additional là thêm, no là không tốn phí thêm, mà ở đây có text message nữa. Vậy thì để mà có được cái việc nhắn tin mà không tốn phí thêm thì mình phải làm gì em? À, phải nâng cấp lên một cái plan tên như thế này phải không nào? Vậy câu nào phù hợp? A, B, C, D. Đáp án là câu À, câu A, phải không em? Nâng cấp lên một cái plan tên khác. Vậy có nghĩa là thay đổi sang một cái plan khác ha. Ok, vậy đáp án là câu A, được không nào? Câu 148, what information, cái thông tin gì á, thì không được bao gồm trong tin nhắn. Đây là dạng câu hỏi, loại trừ. Chúng ta đọc từng đáp án và giờ từng đáp án nghe em. Câu A trước, rates, giá cho việc gửi và nhận tin nhắn, có không? À có, phải không nào? Lúc nãy chúng ta đọc qua rồi ha. Ở đây, 0,4 đô cho mỗi tin nhắn được gửi và 0,15 đô cho mỗi cái tin nhắn được nhận. Vậy câu A có nha. Rồi câu B nào? Cái số điện thoại của một công ty. Vậy mình dò số điện thoại nha em, chỗ nào có số? À đoạn cuối phải không nào? Câu cuối luôn. Đây, cùng đọc nha. Để biết thêm thông tin thì hãy liên hệ tại cái số này của công ty viễn thông này. Ok, vậy câu B có luôn nha. Câu C, một cái balance hàng tháng phải được trả. Trả thì chỉ có thể là tiền thôi phải không nào? Chúng ta dò tử tiền nha, xem có tiền hàng tháng hay không. Từ đầu luôn đi em. Không có nè. Dòng thứ hai có tiền nhưng mà là gì em? 0,85 đô một phút. Cùng đọc thử nha. Dưới cái plan của bạn á, tên là Business Standard, thì cái cuộc gọi của ở địa phương đó sẽ là 0,85 đô một phút, không có đến hàng tháng phải không nào? Dòng tiếp theo có không em? Không có luôn. Dòng tiếp theo cũng không có, mình dò rồi phải không nào? Dòng tiếp theo là cái chuyện upgrade, nâng cấp lên, cũng không có nói đến là hàng tháng luôn ha. Rồi câu cuối cùng đi em. À không có luôn phải không nào? Để đây nha, để câu C ở đây. Rồi câu D đi em. The name, cái tên của cái plan hiện tại của người sử dụng. Ok, vậy thì em xem là từ khóa là từ nào. Plan, mình dò plan thôi ha. Plan ở đây phải không? Đây nè, dưới cái plan của bạn. Ok, của bạn là của ai vậy? Của người sử dụng phải không nào? Và nó có nêu tên không em? Có phải không nào? Có từ gì đây? Business Standards. Ok, vậy câu D có luôn. Vậy đáp án chính xác là câu à, câu C không có ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, đây là một cái tin nhắn. Mình có sender là người gửi nè, đây là số điện thoại gửi ha. Thời gian gửi, ok. Delete là xóa nè. Reply, phản hồi. Northwest Tel là tên một công ty viễn thông nè. Chào mừng bạn đến với Middle East. Under, theo như cái plan của bạn á, thì thường mình gặp từ plan có nghĩa là gì em? Kế hoạch ha. Plan thông thường có nghĩa là kế hoạch. Nhưng mà từ plan trong cái ngữ cảnh về mạng dữ liệu di động đen thì nó có nghĩa là gói cước ha. Gói cước. Chỗ này có nghĩa là gói cước đen. Theo như cái gói cước của bạn đó, tên là Business Standard, thì những cái cuộc gọi địa phương đó sẽ là 0,85 đô một phút. Đối với các cuộc gọi international là gì em? Quốc tế ha. International, quốc tế. Đối với cuộc gọi quốc tế đó thì một cái rate, những cái mức giá long distance cho cái khoảng cách xa, đường xa, thông thường đó, bình thường sẽ được áp dụng charges, những cái phí cho cái dịch vụ tin nhắn sẽ là 0,4 đô cho mỗi tin nhắn được gửi và 0,15 đô cho mỗi tin nhắn được nhận. Upgrade có nghĩa là nâng cấp ha. Hãy nâng cấp lên cái plan là gì em? Cái gói cước có tên là Global Wanderer tại cái website này nè, để mà nhận được cái giá
cuộc gọi được giảm và cái tin nhắn lên unlimited, không có giới hạn, at no additional charge, không có phí thêm ha. Mình có charge là phí nè, additional là thêm, additional charge là phí thêm. Và để ý thêm một điều nữa là cái từ at, giới từ at ra thì chung với những cái từ như là cost, charge, phí thêm hoặc là cái số tiền ha. Ok, to avoid, mình có từ avoid có nghĩa là gì em? Avoid là tránh ha, tránh. Để tránh cái gì? Để tránh cái phí data roaming. Mình có từ roaming có nghĩa là chuyển vùng quốc tế đó em. Vậy data roaming là chuyển vùng dữ liệu quốc tế ha. Để tránh cái phí chuyển vùng dữ liệu quốc tế á, thì hãy đi vào cái danh mục cài đặt của điện thoại của bạn á, và turn off và tắt cái cellular data, cái dữ liệu di động ha. For more information, để biết thêm thông tin thì hãy liên hệ với lại cái công ty này nè, tại số điện thoại này. Câu 147 mình có từ superior. Superior bằng với lại từ better đấy em. Better có nghĩa là tốt hơn ha, tốt hơn. Vậy câu A có nghĩa là gì em? Bằng việc thay đổi một cái gói cước tốt hơn, được không nào? Câu 148, câu C mình có từ balance. Balance thì thường có nghĩa là sự cân bằng ha, sự cân bằng. Hoặc balance còn có nghĩa là cái số dư hay là cái khoản tiền đấy em. Số dư tài khoản hay là khoản tiền ha. Số dư tài khoản hay là một cái khoản tiền nào đó. Ok, vậy câu C có nghĩa là gì? Một cái khoản tiền hàng tháng phải được trả, được không nào? Câu 149 đến câu 150, đây là một cái article, là bài báo nha em. Câu 149, what is the article? Bài báo này đó thì chủ yếu nói về cái gì? Mục đích của bài báo chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha. Đọc câu A trước đi nào. The admission, cái việc cho phép một cái đội vào một cái ly. Câu B, một cái buổi trình diễn gần đây của một cái nhạc sĩ, ca sĩ gì đó ha. Câu C, một cái gì đó phim thành công, phải không nào? Rồi câu D, một cái sự tham gia, participation, sự tham gia của celebrity, là người nổi tiếng, vào một cái sự kiện. Bây giờ chúng ta cùng vào đoạn đầu nha. Có từ đề đọc luôn nha em. Sandy Vincent sẽ ném cái gì đó đầu tiên, phải không nào? Ngày 21 tháng 3, một cái star, ngôi sao nhạc đồng quê tên là Sandy Vincent sẽ đến thăm Warwick vào tháng tới để mà giúp cái đội bóng chày baseball này em, của chúng tôi tên là Harpoons, bắt đầu một cái mùa giải mới. Vậy thì em xem nè, một ngôi sao nhạc đồng quê đến giúp một đội bóng chày để bắt đầu mùa giải mới, vậy thì đáp án là câu nào? À, câu D, phải không nào? Một cái sự tham gia của cái người nổi tiếng vào một cái sự kiện. Người nổi tiếng ở đây chính là ngôi sao nhạc đồng quê ha. Và cái sự kiện ở đây chính là gì em? New season, cái mùa giải mới của một cái đội bóng chày ha. Ok. Câu 150, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Miss Vincent. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Vincent, đó đáp án trước nào? Câu A, she, cô ấy hy vọng là trở thành một athlete, vận động viên. Câu B, cô ấy đã ghi âm hay là thu âm, recording, đã thu âm một vài cái album. Câu C, cô ấy thì đến Warwick regular, thường xuyên đều đặn. Câu D, cô ấy đã xuất hiện trong một cái chương trình quảng cáo trên TV. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhờ xem Miss Vincent ở đâu vậy em? À, khúc đầu có phải không nào, nhưng mà chúng ta dịch rồi không có cái thông tin cho đáp án ha. Dịch tiếp nào. Đây, câu tiếp theo có từ Miss Vincent, đọc luôn nha. Mayor, thị trưởng Belinda Carter đã mời Miss Vincent để mà ném gì đó đầu tiên tại cái trận đấu mở màn vào ngày 7 tháng 4. Chưa có đáp án. Tiếp nha. Miss Vincent nữa nè em. Ok. Đã gain, đã giành được, đã có được cái fame, là cái sự nổi tiếng nationwide, nationwide, khắp cả nước luôn, through, thông qua cái sự thành công của cái album thứ ba của cô ấy. Và cái đầu đến đây thì mình thấy đáp án là câu gì vậy em? Câu B, phải không nào? Nó nói là gì đây? Cô ấy đã thu âm một vài cái albums, đúng không? Đúng, tại vì theo như thông tin trong bài á, thì ít nhất là cô ấy đã thu bao nhiêu album vậy em? 3 cái, phải không nào? Vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? À, câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha, cùng dịch nào. Đây là một cái tựa đề của bài báo ha, mình có từ pitch là động tác ném bóng đầu tiên nè. Cô dịch tựa đề lại nha, Sandy Vincent sẽ thực hiện một cái động tác ném bóng đầu tiên. Vào ngày 21 tháng 3 thì một ngôi sao country music, là nhạc đồng quê đó, tên là Sandy Vincent sẽ ghé đến Warwick vào tháng tới để mà giúp cái đội baseball là bóng chày của chúng tôi, có tên là Harpoons, bắt đầu cái mùa giải mới. Mình tiếp theo có từ mayor là thị trưởng nè, mayor thị trưởng ha. Thị trưởng Belinda Carter đã mời Miss Vincent để mà thực hiện cái động tác ném bóng đầu tiên tại cái trận mở màn vào ngày 7 tháng 4. Miss Vincent đã có được, đã giành được cái fame. Mình có từ fame là danh từ của từ famous đây. Famous có nghĩa là nổi tiếng, là tính từ ha. Còn fame là danh từ, là sự nổi tiếng. Miss Vincent đã giành được, đã có được cái sự nổi tiếng nationwide, là khắp cả nước luôn em. Nation là quốc gia nè, wide là rộng khắp ha, rộng khắp cả quốc gia,
rộng khắp cả nước through thông qua cái sự thành công của cái album thứ ba của cô ấy có tên là như thế này, được không nào? Rồi gần hơn nữa đó, gần đây hơn nữa thì cô ấy đã cái gì đó debut. Mình có từ debut có nghĩa là lần trình diễn đầu tiên cái gì đó đây em. Debut lần trình diễn đầu tiên cái gì ha? Lần trình diễn đầu tiên cái gì? Lần trình diễn đầu tiên, ok. Vậy mình dịch cái chỗ này là gì nè em? Lần trình diễn đầu tiên trong cái việc acting là diễn xuất á, cô dịch lại chỗ này nha. Gần đây hơn nữa thì cô ấy đã bước chân vào, bắt đầu bước chân vào cái công việc diễn xuất đen trong cái bộ phim là Uncle Trevor's Farm. Tiếp theo bởi vì cái schedule, cái lịch trình touring, tour mà trong cái lĩnh vực về nghệ sĩ thì em có nghĩa là lưu diễn ha, lưu diễn. Bởi vì cái lịch trình lưu diễn rất là bận rộn của cô ấy, cho nên là Miss Vincent thì không có thời gian để mà bình luận ha. Nhưng mà quản lý của cô ấy á, đã nói rằng Sandy á, thì look forward to, có nghĩa là trông mong đấy, mong đợi ha, trông mong đợi, look forward to sẽ cộng với verb in nha em, rất là trông mong đợi cái chuyến đến thăm Warwick lần đầu tiên. She's, cô ấy á, là một cái fan hâm mộ lớn của bóng chày và tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất là thích. Let's hope và hy vọng rằng á, hãy hy vọng rằng cô ấy sẽ thực hiện cái động tác ném bóng đầu tiên may mắn, so that để mà Harpoons có thể có một cái mùa thành công, được không nào? Câu 149, câu A mình có từ admission. Cái cụm admission into có nghĩa là cho phép ai vào đâu á em, cho phép ai vào vị trí nào, cho phép ai vào đâu ha. Sự cho phép, sự chấp thuận vào đâu ha. Sự chấp thuận, sự cho phép vào. Vậy có ai có nghĩa là sự chấp thuận, sự cho phép một cái đội vào một cái league. Mình có từ league có nghĩa là liên đoàn đấy. Ví dụ như là liên đoàn bóng đá, liên đoàn bóng chày hay gì đó ha. Liên đoàn, league, ok. Rồi câu B mình có từ performance. Rất là hay gặp, có nghĩa là buổi trình diễn nha em. Buổi trình diễn ha. Buổi trình diễn. Về ngữ cảnh nghệ thuật nó có nghĩa là buổi trình diễn. Nhưng mà về cái ngữ cảnh mà trong công ty đấy em, thì performance có nghĩa là cái sự thể hiện trong công việc ha, cái sự biểu hiện thể hiện trong công việc. Ok. Rồi, câu C mình có từ premiere. Premiere có nghĩa là cái buổi công chiếu phim, buổi ra mắt phim đấy em. Buổi công chiếu phim lần đầu, buổi ra mắt phim ha. Buổi ra mắt phim. Premiere, buổi ra mắt phim, được không nào? Vậy câu C có nghĩa là cái buổi ra mắt phim thành công ha. Câu D mình có từ celebrity. Celebrity hay viết tắt là celeb đấy em, có nghĩa là người nổi tiếng ha. Người nổi tiếng, celebrity, người nổi tiếng. Participation rất là hay gặp luôn, có nghĩa là gì em? Sự tham dự ha. Vậy câu đây có nghĩa là sự tham dự, sự tham gia của một cái người nổi tiếng trong một cái sự kiện. Câu 150 mình có từ athletes. Ở câu A có nghĩa là vận động viên nha em. Vận động viên ha. Vận động viên, chơi thể thao đây, vận động viên ha. Athletes. Câu C mình có từ on a regular basis. Nó bằng với từ regularly thôi em, có nghĩa là thường xuyên, là đều đặn ha. Ok, cô ấy đến ghé qua Warwick rất là thường xuyên đều đặn ha. On a regular basis bằng với lại regularly nha. Yeah. Ok. Câu 151 đến câu 153. Bài này là một cái thông báo nha em. Notice nè. Câu 151. What is indicated? Cái điều gì thì được chỉ ra về room facts share garden. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Room facts share garden ha. Và đáp án trước nào, câu A. It can be used, nó có thể được sử dụng bởi những cái residents là cư dân của một cái vùng nhất định nào đó ha. Rồi câu B, cái sản phẩm của nó, cái nông sản của nó đó thì được bán tại cái chợ địa phương. Câu C, nó nhận được một phần cái nguồn quỹ hỗ trợ đó là từ một cái công ty, một cái tập đoàn. Câu D, nó giúp đỡ những cái cộng đồng khác giới thiệu những cái chương trình tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa nằm ở vị trí nào vậy em. À, tự bài có luôn nào, phải không nào? Cùng dịch thử nha em. Room facts share garden sẽ mở ra sớm, phải không nào? Rồi dịch tiếp nha, câu thứ nhất cũng có room facts share garden nè em. Cái mùa trồng trọt cho cái room facts share garden này nè là bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Vì thế bây giờ là thời gian để mà register, đăng ký cho cái chỗ làm vườn riêng của bạn. Chưa có đáp án, dịch tiếp nha. Returning gardeners, những người làm vườn trở lại, có nghĩa là những người làm vườn đã tham gia cái chương trình này rồi đó em, từ năm ngoái đó, thì sẽ trả $40 thôi. Còn trong khi đó những người làm vườn mới sẽ trả $50, $55 tiền phí, phải không nào? Chưa có đáp án, dịch tiếp luôn nha. Bất kỳ ai, những người mà sống trong cái khu vực Room Facts á, thì được chào đón để mà nộp đơn đăng ký tại website này. Khi đọc đến đây thì đáp án là câu nào vậy? Câu A, phải không nào? Ok, nó có thể được sử dụng bởi những cư dân của một vùng nào đó, một vùng nhất định nào đó. Cư dân, residents. Cư dân chính là
anyone who lives, những người sống ở một cái khu vực ha. Rồi, cái certain area, cái khu vực nhất định nào đó chính là room facts. Được không nào? Ok, vậy đáp án chính xác sẽ là câu A ha. Câu 152, according to, theo những cái thông báo đó thì khi nào cái plots có thể được expanded, được mở rộng, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Plots và expanded, phải không nào? Đáp án trước nha câu A. Khi mà những cái khu vườn lân cận á, nó tạo ra cái shade. Câu B, khi mà những người làm vườn á, trả thêm phí. Câu C, khi mà nhân viên á, họ cho cái permission là cho phép nha em. Câu D, khi mà những cái kết cấu, những cái cấu trúc thêm vào được hoàn tất. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò từ khóa xem chỗ nào có plots và expanded nha em. Rồi giờ tiếp với chỗ lúc nãy ngừng nha, là ở đây phải không nào? Rồi, xem có plots và expanded không? Không có, dấu chấm thứ nhất thì sao em? Dấu chấm thứ nhất là có từ plots nhưng có expanded không? Em nhìn sâu qua xem, mỗi người làm vườn thì phải chịu trách nhiệm cho cái việc duy trì, bảo quản cái plot của anh ấy hay là bà ấy. Và không được phải không nào, đâu có expanded đâu. Giờ tiếp chấm thứ hai nha. Cái chấm thứ hai có từ plots và có từ gì luôn nè em? Expanded luôn ha. Rồi, cùng đọc nhanh vào câu này nào. Những cái plots thì không thể được mở rộng unless, nếu không nè. Nếu mà cái gì không nè, nếu coordinators, những người điều phối viên của RSG, họ không cấp cho cái consent. Consent có nghĩa là sự chấp thuận hay là sự cho phép nè. Nếu mà họ không cấp cho cái sự cho phép đặc biệt. Ok, vậy là khi nào thì nó có thể được mở rộng em? À, khi mà những cái người điều phối viên họ cấp phép phải không nào thì mới được mở rộng. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C phải không? Khi mà cái nhân viên á họ cho phép, được không nào? Vậy đáp án là câu C ha. Câu 153, why, tại sao Room Fast Share Garden phải charge tính phí cho membership là thành viên? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Charge membership phải không nào? Đó đáp án trước nha câu A. To purchase, để mua cái chỗ advertising, quảng cáo. Câu B, để mua những cái nguyên vật liệu construction, xây dựng. Câu C, để mà cung cấp tiền lương cho nhân viên. Câu D, để trả tiền cho những cái supplies, danh từ là hàng hóa đây, những cái hàng hóa mặt hàng cần thiết ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem charge membership ở vị trí nào vậy em? Dò tiếp nha. Dấu chấm thứ ba có không? Có phí, có tiền gì không? À không có phải không nào? Tiếp theo đi em. Cũng không có luôn, câu cuối cùng. Ok, câu cuối cùng có từ gì nè em? Membership fee. À, chính là phí thành viên phải không nào? Nó rất là giống với charge membership ha. Mình đọc nhanh qua câu này nha. Cái phí thành viên á sẽ được sử dụng để pay for, trả tiền cho nước nè, đất nè và fertilizer là phân bón nè. Vậy theo em đáp án là câu nào? À, câu D phải không nào? Pay for, để trả tiền cho những cái mặt hàng, những cái hàng hóa cần thiết ha. Cần thiết cho việc trồng trọt đó chính là nước, đất và phân bón, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nhé. Cùng dịch nào. Đây là một cái thông báo về việc Room Facts Share Garden sẽ mở ra sớm. The growing season là cái mùa trồng trọt. Đây mình có từ grow là trồng trọt ha. Cái mùa trồng trọt cho Room Facts Share Garden, viết tắt là RSG á, là từ tháng 3 ngày 31 đến tháng 9 ngày 15 năm nay. So vì thế bây giờ là lúc, là cái thời gian để mà register. Register là gì em? Đăng ký ha. Bây giờ là cái lúc mà để mà register, đăng ký cho cái chỗ làm vườn riêng của bạn, được không nào? Returning gardeners, những người làm vườn trở lại, có nghĩa là những người làm vườn đã tham gia rồi á ha. Những người làm vườn trở lại từ năm ngoái đó thì sẽ trả $40 cho cái membership là thành viên. While trong khi đó những người làm vườn mới đó thì sẽ phải được tính phí là $55. Anyone, bất kỳ ai mà sống trong cái khu vực Room Facts á thì đều được chào đón để mà apply, đăng ký, nộp đơn đăng ký ha, tại cái website này. However, tuy nhiên, be sure, phải đảm bảo chắc chắn rằng á là chú ý những cái regulations, có nghĩa là gì em? À, quy định rất là hay gặp ha. Quy định hay là quy tắc, phải chú ý những cái quy định quy tắc sau. Thứ nhất á là each gardener, mỗi người làm vườn, be responsible for, có nghĩa là gì em? Chịu trách nhiệm về gì đó ha, chịu trách nhiệm về cái gì đó. Về be responsible for, mỗi người làm vườn phải chịu trách nhiệm về cái việc maintaining. Mình có động từ maintain ha, maintain. Maintain có nghĩa là duy trì hay là bảo quản. Maintain, duy trì hoặc là bảo quản ha. À, phải chịu trách nhiệm về cái việc duy trì, bảo quản cái chỗ làm vườn của cô ấy hoặc là anh ấy, được không nào? This includes, cái điều này á thì bao gồm cái việc làm tất cả những cái công việc cần thiết, ví dụ như là watering là tưới nước nè, weeding là làm cỏ đây. Làm cỏ ha, weeding làm cỏ. Và harvesting, mình có từ harvest là thu hoạch đó, thu hoạch hay là gặt hái đó ha, thu hoạch. Ok,
Tiêu chấm thứ hai, plots, những cái chỗ làm vườn đó thì không thể được mở rộng nếu mà những cái coordinators gặp rất nhiều, có nghĩa là điều phối viên ha, những người điều phối viên tại RSG á, họ không grant, có nghĩa là cấp đem, cấp cũng rất là hay gặp ha, grant, họ không cấp cái consent đặc biệt. Consent có nghĩa là sự cho phép hay là sự đồng ý ha, sự cho phép hoặc là sự đồng ý, của dịch lại câu này nha. Những cái chỗ làm vườn thì không thể được mở rộng nếu mà những cái người điều phối viên của RSG á, họ không cấp cho cái sự cho phép đặc biệt, được không nào? Những cái personnel, mình cái từ personnel có nghĩa là nhân sự ha, nhân sự. Những nhân sự của chúng tôi á cũng phải chấp thuận tất cả bất cứ những cái structure, kết cấu, cấu trúc mà được thêm vào trong cái chỗ làm vườn trước khi mà chúng được đặt vào. RSG members, các thành viên của RSG á, thì chỉ có thể plant, động từ plant là trồng cây đấy em, chỉ có thể trồng cây trên cái khu vực làm vườn riêng của họ thôi, và phải đảm bảo rằng cái mà họ trồng, những cái cây mà họ trồng á, thì không có shade lên những cái cây của hàng xóm hay là lân cận. Vậy shade có nghĩa là gì em? Shade vừa là động từ vừa là danh từ ha. Nếu động từ á, có nghĩa là làm đổ bóng râm, còn danh từ có nghĩa là bóng râm ha, bóng râm, bóng râm của cái cây á em, của cái cây á ha, bóng râm của cái cây, còn động từ là làm đổ bóng râm, đúng không nào? Có bóng râm, tạo bóng râm ha. Vậy chỗ này có nghĩa là gì em? Những cái cây phải đảm bảo rằng những cái cây mà họ trồng á thì không có được tạo bóng râm, đổ bóng râm lên cây của khu vực hàng xóm hay là lân cận, bởi vì nếu làm như vậy thì những cái cây của hàng xóm á đâu có phát triển được đâu, nó đâu có đón được nắng đâu, phải không nào? Rồi tiếp nha. Dấu chấm cuối cùng, tools, những cái công cụ, những cái dụng cụ đấy, dụng cụ ha, tools, dụng cụ hay là công cụ. Những cái dụng cụ thì có sẵn ở trong cái storage shed. Mình cái từ shed là nhà kho đấy, cái kho, cái xưởng ha. Storage là dự trữ. Vậy storage shed là kho dự trữ nha. Kho dự trữ ha. Có sẵn trong kho dự trữ cho tất cả mọi người để mà sử dụng, nhưng mà chúng thì phải được return, trả lại afterward là sau đó. Có nghĩa là dùng xong phải đem cất lại đấy. Afterward, sau đó ha. Rồi tiếp, the membership fee, cái phí thành viên sẽ được sử dụng để mình trả tiền nước nè, soil là đất nè, và fertilizer là phân bón nha em, fertilizer phân bón ha. Rồi câu 151, câu ai mình có từ residence, có nghĩa là cư dân nha, cái người mà sinh sống ở một khu vực nào đó, người ta gọi là residence, cư dân ha. Còn câu bi mình có từ produce đó em, vừa là động từ vừa là danh từ ha. Động từ thì mình rất hay gặp, có nghĩa là gì nào? Sản xuất, phải không? Sản xuất, produce. Nhưng mà nó còn là danh từ nữa em. Danh từ thì có nghĩa là nông sản ha. Nông sản hay là sản phẩm. Nhưng mà những cái sản phẩm chủ yếu làm từ trồng trọt đây, nên mình gọi là nông sản ha. Câu 152 mình cái từ permission, có nghĩa là sự cho phép, được không nào? Sự cho phép. Vậy nó giống với từ gì ở trên vậy em? Consent ha, consent. Permission, sự cho phép. Rồi tiếp câu 153 mình cái từ supplies. Supplies đó em, nếu mà là động từ á thì có nghĩa là gì? Cung cấp ha. Động từ supply là cung cấp. Nhưng mà supply danh từ đây em thì có nghĩa là hàng hóa ha. Hàng hóa, cái hàng được cung cấp thì gọi là hàng hóa, được không nào? Câu 154 đến câu 155, bài này là một cái chuỗi tin nhắn nha em. Câu 154, who most likely, ai thì rất có khả năng á, là Miss Barrow. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Barrow hay là đáp án trước nào? Có A, một nhà thiết kế thời trang. Câu B, một specialist, chuyên gia về marketing. Câu C, một negotiator, người đàm phán, người thương lượng về hợp đồng. Câu D, artist, họa sĩ đồ họa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Barrow ở vị trí nào nha em. Có phải là tin nhắn lúc 3:48 không? Có từ Miss Barrow nè. Chúng ta cùng đọc tin nhắn này nha em. I took a look, tôi đã xem qua ngay. Sau cái bữa trưa, Miss Barrow was the interpreter, hiểu và thể hiện những cái ý tưởng của chúng ta khá là tốt, tôi tin là như vậy. Rồi, Juliet Palmer nói là gì em? I think so too, tôi cũng nghĩ như vậy. Among, trong số 3 cái sketches á, thì tôi thật sự là thích cái cách mà cô ta vẽ outfit, cái trang phục và cái body, thân hình của một cái nhân vật trong option A, trong cái sự lựa chọn A. Tôi không có chắc về cái the face, là cái gương mặt, mặc dù như vậy. Ok, vậy Miss Barrow là ai vậy em? Là một cái người vẽ, phải không? Vẽ là câu nào em ha? Câu A hoặc là câu D. Câu A là thiết kế thời trang, còn câu D là họa sĩ đồ họa. Em xem là nếu mà là người thiết kế thời trang á, thì người ta sẽ chú trọng vào cái gì em? Trang phục. Nhưng ở vị trí này nè, ở cái tin nhắn này, người ta lại chú ý về cái gì em? Cái outfit, cái trang phục, lẫn cái thân hình, lẫn cái gương mặt luôn của một cái nhân vật. Vậy thì cái câu nào phù hợp hơn? Câu D phù hợp hơn ha, họa sĩ đồ họa, được không nào? Câu 155,
Vào lúc 3 giờ 50 phút thì Mr. Cormier rất có khả năng là có ý gì khi mà ông ấy viết I'm inclined to attend. Inclined là có khuynh hướng, là thiên về. Tôi thiên về cái việc là đồng ý. Có nghĩa là tôi đồng ý ha. Đọc đáp án trước nha em coi. He has no choice. Ông ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc là tuân theo cái mệnh lệnh của supervisors, của người giám sát của ông ấy. Câu B, ông ấy không có thích một cái aspect, khía cạnh của một cái sketch. Câu C, ông ấy nghĩ rằng á, cái task, một cái nhiệm vụ thì cần phải được simplify, là đơn giản hóa lại. Câu D, ông ta believes, tin rằng rất là quan trọng để mà đưa ra một cái quyết định nhóm ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò tin nhắn lúc 3 giờ 50 nha. Ở đây phải không nào? Có từ I'm inclined to agree nè. Để hiểu được câu này có nghĩa là gì, có ý gì, chúng ta phải đọc cái tin nhắn liền ở phía trước nha. Đây ha, cùng đọc nào. I think so too. Tôi cũng nghĩ như vậy. Among the three sketches, trong ba cái sketches á, thì tôi thật sự thích cái cách mà cô ấy vẽ cái trang phục và cái thân hình của một cái nhân vật ở option A. Tôi không chắc á, là về cái the face, là cái khuôn mặt, mặc dù vậy. What do you think? Bạn nghĩ như thế nào? Thì Chris Cormier mới nói là gì? I'm inclined to attend. Tôi đồng ý. Đọc tiếp để mình dễ hiểu hơn nha. The eyes, đôi mắt á, thì nên larger, to hơn. The face, cái mặt ở option C á, thì gần với cái chúng ta muốn. Vậy thì em sẽ đáp án là câu nào? Hai tin nhắn này thể hiện điều gì không? Thể hiện điều gì em? Là Cormier á, là đồng ý với cái chuyện là cái gương mặt á, thì nó chưa có phù hợp và nó cần phải thay đổi về cái đôi mắt nè. Trong khi đó cái gương mặt ở option C thì nó sẽ phù hợp hơn, nó gần cái với cái mà ông ấy muốn hơn, phải không? Nhưng mà em xem là cái option A và cái option C á, chính là hai cái trong three sketches, phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu B ha. Ông ấy không đồng ý với một cái khía cạnh trong một cái sketch. Đáp án là câu B. Một khía cạnh ở đây chính là cái face, cái gương mặt ha. Sketches chính là mình không biết rõ cái nghĩa nó là gì, nhưng mình có thể đoán được đó là một cái bức vẽ về một cái nhân vật nào đó, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong chuỗi tin nhắn ngày nha. Tin nhắn đầu tiên 3 giờ 45 phút, Juliet Powell nó là gì nào? Have you had a chance? Bạn đã có cơ hội, có dịp để mà inspect. Mình có từ inspect là thanh tra hoặc là kiểm tra ha. Thanh tra hoặc là kiểm tra. À, để mà kiểm tra cái proposal, cái sự đề xuất của chúng ta cho cái mascot của công ty của chúng ta chưa? Mình có từ mascot là biểu tượng may mắn nè. Biểu tượng may mắn của một cái chỗ nào đó ha, của một cái nơi nào đó, biểu tượng may mắn. May mắn. Cái này là biểu tượng may mắn cho công ty đây. Biểu tượng may mắn thì có thể là người hoặc là vật ha. Biểu tượng may mắn, mascot. Rồi, tin nhắn lúc 3 giờ 48 phút đó, thì Chris Cormier mới nói là gì? Tôi đã xem qua ngay sau cái bữa trưa. Miss Barrow interpret. Mình có động từ interpret. Interpret có nghĩa là hiểu và làm giải thích cái gì đó ha. Hiểu và thể hiện cái gì đó. Ghi lại chỗ này nha. Miss Barrow thì hiểu và thể hiện cái ý tưởng của chúng ta, cái ý kiến của chúng ta khá là tốt. Fairly là khá đây. Nó bằng với từ quite ha. Quite. Tôi tin là như vậy. Juliet Powell 3 giờ 49 phút mới nói là gì em? I think so too. Tôi cũng nghĩ như vậy. Among, trong số 3 cái sketches. Vậy mình có từ sketch em. Sketch, danh từ ha. Có nghĩa là bản phác thảo hay là bản phác họa. Bản phác thảo hay là bản phác họa ha. Trong các 3 cái bản phác họa đó thì tôi thật sự thích cái cách mà cô ấy vẽ cái outfit và cái thân hình của nhân vật ở option 8. Mình có từ outfit em. Outfit là tất cả những cái gì mà được trang bị ở bên ngoài cái nhân vật. Ví dụ như là trang phục, quần áo, giày dép và những cái phụ kiện khác ha. Người ta gọi là outfit, được không nào? Có dịch chung là trang phục ha. I'm not sure, tôi không có chắc về cái the face, cái gương mặt, mặc dù như vậy. What do you think? Bạn nghĩ như thế nào? Chris Cormier mới là gì? I'm inclined to agree, tôi đồng ý. The eyes, cái đôi mắt đó, thì nên larger, to hơn. Significantly là đáng kể. Đáng kể ha, nên to hơn. Rồi, the face, cái gương mặt ở option C á, thì gần với lại cái mà chúng ta muốn. Rồi, Juliet Powell mới nói là gì? Noted. Được rồi, let's meet. Chúng ta sẽ gặp vào lúc 5 giờ chiều để mà go over, là kiểm tra kỹ lưỡng lại cái gì đó em. Go over, kiểm tra kỹ lưỡng ha. Kiểm tra kỹ lưỡng lại những cái drawings, những cái bức vẽ cùng với những người còn lại trong đội. Ok, rest là người còn lại đây. Phần còn lại hay là người còn lại ha. Miss Barrow, cô Barrow á, thì sẽ đến vào ngày mai để mà có cái phản hồi của chúng ta về cái tác phẩm của cô ấy. Chúng ta cần quyết định xem cái mà chúng ta sẽ yêu cầu cô ấy thay đổi là gì ha. Câu 154, câu B mình có từ specialist, có nghĩa là chuyên gia. Chuyên gia ha. Rồi, câu C mình có từ negotiator,
Mình có động từ negotiate, có nghĩa là đàm phán, thương lượng ha, đàm phán hay là thương lượng. Còn negotiator là cái người đàm phán hay là người thương lượng ha. Rồi câu ai mình có cái cụm là have no choice but to do something, có nghĩa là không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc gì. Vậy câu ai có nghĩa là anh ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc là tuân theo cái mệnh lệnh của người giám sát của ông ấy, được không nào? Rồi câu C, câu B mình có từ aspect là khía cạnh ha. Aspect, khía cạnh hay là cái mặt gì đó ha. Khía cạnh hay là cái mặt của một cái vấn đề nào đó ha, một cái cạnh, một mặt. Rồi câu C mình có từ simplify, có nghĩa là làm đơn giản hóa ha, làm đơn giản hay là đơn giản hóa, làm đơn giản. Đây câu C có nghĩa là anh ta nghĩ là cái nhiệm vụ thì cần phải được làm đơn giản lại, phải đơn giản hóa lại ha. Câu 156 đến câu 158, đây là một cái article, là bài báo nha em. Câu 156, what is not true, điều gì thì không có đúng về Touchstone Ventures. Đây là dạng câu hỏi, loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và giải từng đáp án nha. Câu ai trước nào, nó owns, nó sở hữu, Umoja Transport. Vậy từ khóa chính là Umoja Transport form nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem nó nằm ở đâu nha. À, ở đoạn số 1 luôn phải không em, có từ Umoja Transport. Ok, cùng đọc câu này thử xem. This deal, à, cái việc mua bán này nè, thì theo sau cái gì em, cái take over, cái việc mua lại công ty Umoja Transports của Touchstone vào giữa tháng 2. Vậy có nghĩa là Touchstone đã mua lại Umoja Transport vào giữa tháng 2. Vậy câu A đúng không em? Nó sở hữu Umoja Transport, đúng phải không nào? Rồi câu B nha. Nó đã organize, tổ chức sắp xếp cái project, cái dự án thành những cái stages, những cái giai đoạn. Vậy chúng ta dò từ khóa là từ nào vậy em? Organize, project, stages, phải không nào? Rồi cùng dò thử nha em. Đoạn số 2 có không? Không có phải không nào? À cũng không có luôn. Không có. Đoạn số 3 có dự án tổ chức thành những cái giai đoạn không? Không có ha. Dòng tiếp theo cũng không có. Dòng tiếp theo cũng không có luôn. Dòng tiếp theo cũng không có ha. Rồi tiếp luôn nào. Đoạn số 3, đoạn số 4 không có nói gì đến dự án được chia thành những giai đoạn hết ha. Ok, không có. Rồi đoạn cuối cùng thử xem em. Đoạn cuối cùng, ok, đoạn cuối cùng mới có tới gì nè em? Plan, kế hoạch, gồm 4 parts, 4 phần. Em đọc lại chỗ này nha. Touchstone's plan, cái kế hoạch của Touchstone á, gồm có 4 phần. Kế hoạch thì có phải là dự án không? À, cũng giống như vậy, phải không nào? Mà chia thành 4 phần có nghĩa là chia thành những giai đoạn, phải không? Em dò sơ qua nè. À, cái ưu tiên thứ nhất á, là làm cái việc này. Rồi after that, sau đó thì làm cái việc này. The third phase, cái giai đoạn thứ 3 đó, thì sẽ làm cái việc này. Vậy chắc chắn là nó chia những cái kế hoạch của nó, những cái dự kiến của nó thành những giai đoạn, phải không nào? Vậy câu C, vậy câu B đúng không? Là câu B đúng luôn ha. Rồi câu C nào. It was previously, nó đó thì được sở hữu, nó trước đây được sở hữu bởi chính phủ ha, government. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng dò sở hữu bởi chính phủ, phải không nào? Rồi cùng dò thử nha em, dò lại nha. Đoạn số 1, à, không có nào. Đoạn số 2, không có sở hữu bởi chính phủ gì cả, phải không nào? Rồi đoạn số 3, à đoạn số 3 có từ gì nè em? State owned là được sở hữu bởi một cái bang, mà một cái bang chính là một cái chính phủ, phải không nào? Mình đọc thử nha. TTL, formerly, trước đây, nó giống với từ gì luôn nè, previous ở câu C luôn, phải không nào? TTL thì trước đây được sở hữu bởi một cái bang, là một cái công ty đường sắt được sở hữu bởi một cái bang. Vậy thì nó nói là TTL mới sở hữu một cái bang. Mà TTL là ai vậy em? TTL là Tanzania Trend Lights, chứ không phải Touchstone Venture. Ok, vậy câu C đúng hay sai? À, câu C sai ha, vậy đáp án chính xác là câu C. Câu 157, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Dr. McKinley, về từ khóa là từ nào? À, Dr. McKinley hay là đáp án trước nào? Câu A, ông ấy đã travel, đã đi đến cái site, địa điểm construction, xây dựng. Câu B, ông ấy đã study, đã nghiên cứu, đã học về cái trends, là cái xu hướng, xu thế, transportation, đi lại hay là sử dụng phương tiện giao thông ở cái khu vực Tanzania. Câu C, ông ấy làm cái công việc consulting, tham vấn tư vấn cho những cái corporations, là những cái tập đoàn hay là công ty. Câu D, ông ấy đang làm việc để mà develop, phát triển một cái công nghệ mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Dr. McGilly ở vị trí nào nha em. Đại số 1 có không nào? À không có ha. Đại số 2 cũng không có luôn. Đại số 3, à ở đây phải không nào, mình có Dr. McGilly. Vậy chúng ta cùng đọc cái đoạn này nha. Từ đâu? Từ Touchstone nè em. Touchstone sẽ cần phải invest, đầu tư mạnh vào trong cái việc upgrade, là nâng cấp infrastructure, cơ sở hạ tầng của TTL. Dr. McGilly đã nói như vậy ha. Dr. McGilly là một professor, một giáo sư tại trường đại học này. Chưa có đáp án phải không nào? Mình xem tiếp xem đoạn nào có Dr. McGilly nữa vậy em. À, đoạn tiếp theo có phải không em? Đây nè,
Dr. McKinley cùng đọc đoạn này nha. According to my research, theo như cái nghiên cứu của tôi á, thì có một cái số lượng đang tăng lên của những Tanzanians, người dân ở Tanzania, đang chọn để mà drive là lái xe hoặc là đi xe buýt rather than hơn là đi tàu lửa. Cái challenge, cái thách thức, cái khó khăn của Touchstone á, là sẽ reserve, là sẽ cần phải đảo ngược lại cái tendencies, cái xu hướng, cái xu thế, cái khuynh hướng này ha. Dr. McKinley đã nói thêm vào, vậy từ cái thông tin của đoạn này chúng ta thấy rằng Dr. McKinley đã thực hiện một cái nghiên cứu phải không em? Đây nè, và cái nghiên cứu này nói về cái gì đây? Nói về cái tendency, cái khuynh hướng sử dụng cái phương tiện giao thông của người dân ở Tanzania là họ sử dụng xe buýt hoặc là tự lái xe hơn là đi xe lửa phải không nào? Vậy đáp án là câu gì em ha? Chắc chắn là câu B. He has studied, ông ấy đã nghiên cứu về cái trends, cái xu hướng, cái khuynh hướng đi lại sử dụng phương tiện giao thông của người ở Tanzania ha. Ở đây mình có cái từ giống nghĩa với nhau là từ trends nè em, rồi từ gì nữa đây, tendency ha, đều có nghĩa là khuynh hướng, xu thế, xu hướng hết. Ok, vậy đáp án chính xác sẽ là câu B. Câu 158, ở vị trí nào được đánh dấu 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về. Rồi đọc câu trong một cái trước nha. Đây, these are, những cái này nè, thì được mong đợi hay được dự đoán là sẽ appeal to, sẽ thu hút những travelers, những vị khách du lịch, những người mà muốn xem landscapes, phong cảnh của đất nước ở một cái leisurely pace. Ok, vậy cái nội dung của câu này là gì em? Thu hút khách du lịch đến để ngắm cảnh phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò từng câu trước cái chỗ trống được đánh số, xem câu nào nói về việc du lịch và ngắm cảnh nha. Vị trí số 1 trước nào. Đây phải không nào, dịch cái câu liền trước nha em. At this point, vào lúc này nè, thì Touchstone phải venture out, phải mạo hiểm đi đến những cái vùng đang phát triển nhanh, đâu có liên quan phải không nào? Vị trí số 2 nữa đi em. Đây, vị trí số 2 ở đây ha. Cùng dịch lại cái câu này nha, nó nói gì đây? According to my research, theo những nghiên cứu của tôi đó, thì một cái số lượng gia tăng của những người ở Tanzania đang chọn lựa tự lái xe hoặc là đi xe buýt hơn là đi xe lửa, không có liên quan luôn. Rồi vị trí số 3 đi em. Đây ha, câu liền trước là từ đâu? The third phase. Đây, the first phase, cái giai đoạn thứ 3 đó là sẽ xây dựng những cái tuyến đường mới để mà tận dụng được cái sự gia tăng trong giao thông cargo đến và đi từ những cái đất nước hàng xóm lân cận phải không nào, cũng không liên quan luôn. Vị trí số 4 thử nha. Đây, cái câu phía trước là gì? For instance, ví dụ nó có lẽ là sẽ bắt đầu cung cấp những cái journeys, những cái chuyến tham quan, những cái chuyến hành trình scenic thuộc về phong cảnh trên những cái chuyến tàu chạy bằng hơi nước. Vậy câu nào là câu phù hợp nhất vậy em? Câu D phải không nào? Vị trí số 4, mình cùng đọc lại cả hai câu nha để mình dễ hiểu nè. For instance, ví dụ nó sẽ bắt đầu cung cấp những cái chuyến hành trình ngắm cảnh nè em, scenic là ngắm cảnh đó, nó bằng với cái từ gì ở dưới nè, landscape phải không nào? Scenic và landscape ha. Những cái chuyến hành trình thuộc về phong cảnh, ngắm cảnh á, trên những cái chuyến tàu chạy bằng hơi nước. Rồi, những cái này thì được mong đợi á, hay là được dự đoán là sẽ thu hút được những cái khách du lịch, những người mà muốn ngắm cảnh đẹp của đất nước ở một cái leisurely pace, được không nào? Đáp án là câu D ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài báo này nha em nha. Cùng dịch nào. The Excellent, ngày 19 tháng 4, cái công ty Touchstone Ventures đã announce, đã công bố, đã thông báo vào ngày hôm qua rằng nó đã acquire. Mình có từ acquire đó em, có hai nghĩa. Thứ nhất là có được ha, có được, hoặc là thứ hai có nghĩa là mua lại đó, mua lại một công ty nào đó, cho nên có nghĩa là mua lại đó em. Đã thông báo rằng nó đã mua lại cái công ty Tanzania Transline, viết tắt là TTL, công ty đường sắt ha. This deal, mình có từ deal là có nghĩa là cái sự mua bán đó em, sự thỏa thuận hay là mua bán ha. Cái việc mua bán này follows, theo sau cái việc take over. Mình có từ take over là sự mua lại luôn em, sự mua lại ha, sự mua lại một công ty nào đó. Ok, theo sau cái sự mua lại, cái việc mua lại cái công ty Umoja Transport của Touchstone vào giữa tháng 2. Our acquisition, mình có từ acquisition có nghĩa là sự mua lại luôn ha, sự mua lại công ty nào đó. Acquisition, ok. Cái sự mua lại của chúng tôi, của cái công ty TTL á, thì sẽ giúp chúng tôi move into, di chuyển vào những cái quốc gia Nam Phi khác, được không nào? Cái con chief là ông chủ đây, ông chủ ha, giống như owner vậy đó, ông chủ của công ty này đã nói như vậy. Ông chủ tên là Mika de Kraft, được không nào? At this point, tại thời điểm này nè, thì Touchstone has to phải venture, có nghĩa là mạo hiểm ha, liều lĩnh, mạo hiểm. Phải mạo hiểm ra ngoài vào trong những cái regions, những cái khu vực đang phát triển nhanh. TTL là một cái công ty railway, là đường sắt,
được sở hữu bởi một cái bang, bởi một cái chính phủ. Formally là gì em? Trước đây, từ này cũng rất là hay gặp ha. Formally là trước đây á. Trước đây, có dịch lại nha. TTL thì trước đây được sở hữu là một cái công ty đường sắt được sở hữu bởi một cái chính phủ, bởi một cái bang ha. Mà cái công ty này á, thì gặp struggle, đã gặp khó khăn trong cái việc là giữ được cái việc thu được lợi nhuận ha. Và một số cái rail lines, cái tuyến đường sắt của nó đó thì đang trong cái tình trạng là cần sửa chữa, urgent là gấp hay là khẩn cấp. Ok, Touchstone sẽ cần phải invest là gì em? Invest là đầu tư ha, đầu tư. Sẽ cần đầu tư nhiều, đầu tư mạnh vào trong cái việc upgrade, nâng cấp những cái infrastructure. Mình có từ infrastructure có nghĩa là cơ sở hạ tầng, một từ cũng rất là hay gặp. Cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng ha. Sẽ cần phải đầu tư rất là mạnh, đầu tư rất là nhiều vào trong cái việc nâng cấp cái cơ sở hạ tầng của TTL. Giáo sư Mercury đã nói như vậy. Ông là một professor, một giáo sư tại cái trường đại học tên là như thế này, được không nào? Rồi, according to my research, theo như cái nghiên cứu của tôi á, thì một cái số lượng gia tăng của những cái người ở Tanzania đang chọn để mà drive là tự lái xe hoặc là take a bus, đi xe buýt rather than hơn là chọn đi xe lửa, được không? Rồi, cái challenge, mình có từ challenge là thách thức đem, thách thức, thử thách hay là sự khó khăn ha. Cái thách thức của cái touchstone đang gặp phải á, là sẽ cần phải reserve, mình có từ reserve là đảo ngược ha. Đảo ngược, đảo ngược cái tendency này, mình có từ tendency nó bằng với từ trend nè. Trends có nghĩa là khuynh hướng, xu hướng ha. Là phải đảo ngược được cái xu hướng này, cái khuynh hướng này. Giáo sư Mercury nói thêm. Ok, rồi tiếp. Plan, những cái kế hoạch của Touchstone đó, gồm có 4 parts là 4 phần. Priority là sự ưu tiên nè, sự ưu tiên ha. Priority, danh từ sự ưu tiên. Cái sự ưu tiên đầu tiên của nó đó là sẽ repair, sửa chữa và upgrade, nâng cấp những cái tuyến đường sắt established, đã được thiết lập, đã được xây dựng rồi. After that, sau đó nó lên kế hoạch để mà switch from, mình có cái cụm là switch from something to something, có nghĩa là chuyển từ cái gì sang cái gì nha em. Chuyển từ cái gì sang cái gì ha. Cô dịch lại chỗ này nha em nha, nó cái này gì đây? Nó lên kế hoạch để mà, phải cô dịch lại chỗ này nha, có nghĩa là gì nè. Sau đó thì nó lên kế hoạch để mà chuyển từ những chiếc xe lửa sử dụng diesel, mình có từ diesel là dầu diesel nè, sử dụng cái dầu diesel sang những chiếc xe lửa sử dụng điện, được không nào? Chạy bằng điện ha. Rồi tiếp, the third phase, cái giai đoạn thứ ba, mình có từ phase là giai đoạn nè, là sẽ xây dựng những cái routes, là tuyến đường nha nha, những tuyến đường mới để mà take advantage of, là tận dụng được cái gì đây, cái sự gia tăng trong cái giao thông chuyên chở cargo, là hàng hóa đem, cargo hàng hóa ha, hàng hóa, hàng hóa đến và đi từ những cái đất nước láng giềng ha, lân cận ha. Finally, cuối cùng á, thì công ty này nè, Amsteel, mình có từ Amsteel có nghĩa là nhắm vào, tập trung vào hay là hướng vào cái gì đó ha, hướng vào hay là tập trung vào. Cái này có nghĩa là gì em? Công ty này nè sẽ hướng vào, tập trung vào cái việc phát triển cái mạng lưới đường sắt của TTL vì cái purpose là gì lớp? Là gì em? Là mục đích ha. Tourism là du lịch. Ok, for instance có nghĩa là ví dụ nó có lẽ là sẽ bắt đầu cung cấp những cái journeys, là chuyến hành trình đó em. Scenic là thuộc về phong cảnh nha em nha, tính từ ha, thuộc về phong cảnh ha. Nó sẽ cung cấp những cái chuyến hành trình ngắm cảnh trên những cái chuyến tàu heritage. Mình cái từ heritage có nghĩa là di sản, hoặc có một nghĩa là truyền thống đây, truyền thống ha, truyền thống. Trên những cái chuyến tàu di sản truyền thống được chạy bằng steam, là hơi nước ha, hơi nước. Câu 156, cô xin mình có từ previous, có nghĩa là trước đây ha. Trước đây nó bằng với từ formerly nha em. Previously bằng với lại formerly, có nghĩa là trước đây ha. Rồi, câu 157, câu A mình có từ site là địa điểm. Construction là xây dựng, địa điểm xây dựng ha. Construction site, địa điểm xây dựng. Rồi, câu B mình có từ trends. Lúc nãy có gặp rồi, có nghĩa là gì em? Xu hướng hay là khuynh hướng ha. Rồi câu C mình có từ consult, có nghĩa là tham vấn hoặc là tư vấn nha. Tham vấn hoặc là tư vấn ha, tư vấn. Rồi câu C mình có từ corporations, có nghĩa là tập đoàn hay là công ty ha. Corporations, tập đoàn hoặc là công ty. Rồi câu 158 mình có từ appeal to, có nghĩa là thu hút ai hay là thu hút cái gì ha, thu hút. Ok, rồi landscape là phong cảnh ha, landscape, phong cảnh. Mình có từ pace, cũng rất hay gặp em, có nghĩa là tốc độ nha, tốc độ ha, pace, tốc độ. Leisurely là một cái tốc độ rất là thong thả, từ từ, ung dung nè. Ok.